Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 16 giờ ngày 11 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 11 tháng 4, đoàn giám sát số 2 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nga Sơn. Giai đoạn 2021-2023, huyện Nga Sơn đã huy động được trên 2.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 3 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, một xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 12 thôn công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện có 37 sản phẩm ô cốp. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trường đoàn giám sát đề nghị huyện cần tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm thành viên ban chỉ đạo, nắm chắc địa bàn, đôn đốc các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đạt kết quả cao và toàn diện hơn nữa. Tại thành phố Hà Nội, các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề Một hành trình nhiều trải nghiệm với các thông điệp Ninh Bình điểm đến thân thiện hàng đầu thế giới, du lịch Thanh Hóa hương sắc bốn mùa, Nghệ An về miền ví dặm, Hà Tĩnh về Hà Tĩnh người ơi, bốn địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng liên kết một hành trình với nhiều trải nghiệm thú vị, qua đó góp phần đưa du lịch của bốn địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản thống nhất việc dừng tổ chức đấu giá mỏ đất núi Ngọc, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn sau khi giả soát kỹ lưỡng theo ý kiến của người dân địa phương. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, đơn vị tổ chức đấu giá và các ngành các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục trình tự chấm dứt hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký trước đó giữa cơ quan nhà nước với công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, xem xét bồi thường thiệt hại nếu có cho doanh nghiệp và cho các đơn vị liên quan trong quá trình làm các thủ tục đấu giá. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng giao Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn tổ chức quản lý, bảo vệ khu vực núi Ngọc, tuyệt đối không được để xảy ra hoạt động khai thác Đất trái phép trên núi vẫn tham vấn ý kiến của các đơn vị chuyên môn để làm quy trình nhằm gìn giữ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của nhân dân xã Thọ Cường liên quan đến núi Ngọc. Năm 2024, Cục Hải quan Thanh Hóa được giao nhiệm vụ thu ngân sách 13.550 tỷ đồng. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, trong quý 1 năm 2024, tổng nguồn thu thuế từ hoạt động hải quan trên địa bàn tỉnh đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Huyện Thọ Xuân đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ hội đền thờ Lê Hoàn và tuần lễ văn hóa du lịch ẩm thực huyện Thọ Xuân năm 2024. Lễ hội sẽ được diễn ra trong các ngày từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024. Trong khuôn khổ của lễ hội, huyện Thọ Xuân cũng sẽ tổ chức các hoạt động tuần lễ văn hóa du lịch ẩm thực năm 2024, giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh về văn hóa, sản vật địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, động viên tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn. Sáng nay, Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng đã long trọng tổ chức lễ hội đền Đức Thánh cả làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa năm 2024. Lễ hội đền Đức Thánh cả được Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ sau, qua đó khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc ý thức hướng về cội nguồn cho nhân dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những điểm đến văn hóa quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của phường Hàm Rồng và thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa vừa tổ chức chung kết cuộc thi Sinh viên thanh lịch năm 2024. Cuộc thi được triển khai từ tháng 3 năm 2024, thu hút gần 40 thí sinh tham gia. Đây là sân chơi bổ ích góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, đồng thời cổ vũ, động viên sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo đoàn kết trong học tập và rèn luyện. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho ba thí sinh xuất sắc nhất và sáu giải phụ từ kết quả bình chọn trên fanpage. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, số vụ tai nạn giao thông do lỗi vi phạm phần đường, làn đường chiếm tỷ lệ cao nhất lên tới 15,6% trong tổng số vụ trong năm 2023. Tuy nhiên có một thực tế là việc chấp hành quy định này gần như ít được người dân quan tâm thực hiện. Do vậy, thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng cần sửa chữa, kẻ lại vạch sơn tại những vị trí mờ, mất nét, đồng thời xử lý nghiêm các lỗi vi phạm trên. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính, về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, khẩn trương giả soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định của Bộ về xuất nhập khẩu dược liệu, đảm bảo tháo gỡ nhanh các vướng mắc, tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định. Việc sửa đổi các quy định cho hoạt động này hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2024. Ngân hàng nhà nước vừa trình chính phủ đề xuất gia hạn thời gian trả nợ giữ nguyên nhóm nợ theo thông tư 02 thêm 6 tháng nữa thay vì kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm nay như dự kiến. Việc gia hạn thông tư 02 được kỳ vọng tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Ngoài ra các chuyên gia cũng đề xuất mở rộng thời gian tính khoản vay được gia hạn bởi theo quy định chỉ những khoản vay phát sinh trước thời điểm 24 tháng 4 năm 2023 mới được cơ cấu nợ. Nếu nới thời điểm này sẽ mở rộng đối tượng thụ hưởng giúp thêm nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2024, bộ được giao 9.935,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản. Đến hết quý 1 năm 2024, ước giải ngân 2.149,1 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch. Tổng cộng có 289 dự án và dự án thành phần. Từ nay đến cuối năm, bộ tập trung cho các dự án chuyển tiếp còn vướng mắc, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện giải ngân theo kế hoạch đã đăng ký hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án mở mới, tạm dừng triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với dự án giãn tiến độ sang giai đoạn 2026-2030. Các dự án đã được phê duyệt, tiến hành thủ tục đấu thầu tư vấn, khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, đảm bảo đúng pháp luật, đáp ứng tiến độ, giải ngân. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, một trong những điểm nhấn của kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam năm 2024 là chương trình xúc tiến du lịch điện ảnh tại Los Angeles, Hoa Kỳ, dự kiến diễn ra vào quý II. Theo đó, sẽ có triển lãm về điện ảnh du lịch Việt Nam, chương trình giới thiệu tiềm năng bối cảnh điện ảnh và chính sách của Việt Nam đối với hoạt động điện ảnh quốc tế tại Việt Nam, tiệc cocktail networking tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Sự kiện cũng sẽ mời các nhà sản xuất phim, những người có quyền quyết định nơi đến quay phim và mời các ngôi sao điện ảnh đến tham dự sự kiện nhằm kêu gọi các nhà sản xuất đến làm phim ở Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam. Kỳ thi Olympic Toán học Toàn quốc năm 2024 thu hút 699 người dự thi, cao nhất trong lịch sử 30 năm của kỳ thi. Trong kỳ thi lần này, không chỉ có sự tham gia của sinh viên đến từ các ngành học truyền thống như khoa học kỹ thuật, mà còn có sự đa dạng từ các lĩnh vực khác như kinh tế, quân sự, và nhiều lĩnh vực khác. Olympic Toán Học sinh viên và Học sinh Toàn quốc được khởi xướng từ năm 1993 đã trở thành một kỳ thi uy tín và lớn nhất được tổ chức hàng năm, thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng nghìn sinh viên và học sinh trên cả nước. Bộ Công an chính thức công bố lịch thi đánh giá tuyển sinh đại học thuộc khối Công an năm 2024. Theo đó, kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học thuộc khối Công an vào ngày 6-7 ngày tháng 7 Bài thi đánh giá để tuyển sinh vào 8 trường công an năm nay gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận làm trong 180 phút. Thí sinh chọn một trong hai mã bài là CA1 và CA2. Phần trắc nghiệm của hai mã giống nhau, tự luận của bài CA1 là môn toán và CA2 là ngữ văn. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường nào sẽ thi tại trường đó. Điểm bài thi này được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tỷ lệ và quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp đảm bảo số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4 năm 2024, các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường có xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định. Trường hợp phát hiện các vi phạm như sim tồn kênh có thông tin thuê bao Bộ sẽ tổ chức thanh tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm việc xem xét dừng phát triển mới, đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét có văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét có hình thức kỷ luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.